Tiểu sử cầu thủ Trần Danh Trung. Tiền đạo Trần Danh Trung sinh ngày 2 tháng 10 năm 2000 tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Anh hiện đang thi đấu dưới màu áo câu lạc bộ Viettel và U23 Việt Nam. Trần Danh Trung bắt đầu sự nghiệp bóng đá vào năm 11 tuổi tại trung tâm đào tạo bóng đá Viettel. Tại giải vô địch U19 quốc gia 2017, Danh Trung là vua phá lưới với 6 bàn thắng, cùng với U19 Viettel đạt được vị trí đồng hạng 3. Năm 2019, Danh Trung gia nhập câu lạc bộ Huế theo dạng cho mượn. Trong năm này, anh cũng thi đấu khá thành công tại giải U22 Đông Nam Á khi giành danh hiệu vua phá lưới. Một năm sau anh lại quay về câu lạc bộ chủ quản để thi đấu. Cuối năm 2020, Danh Trung thi đấu trong màu áo U21 Viettel và cùng đồng đội vô địch giải U21 Cúp Quốc gia. Đầu năm 2021, anh còn được câu lạc bộ Ryukyu của giải hạng 2 Nhật Bản mời sang thử việc. Tuy nhiên, do dịch bệnh nên kế hoạch đành tạm hoãn. Mặc dù chưa thể hiện được nhiều ở cả cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển, nhưng Danh Trung vẫn được kỳ vọng sẽ trở thành một ngôi sao mới của nền bóng đá Việt Nam trong tương lai.